Rồi chào các bạn, hôm nay mình sẽ nói về luật chơi bắn bi ngày xưa. Thì mình sẽ mô phỏng ở trên giấy. Thì đầu tiên mình sẽ nói về đó là đạn ghê. Đạn ghê có nghĩa là đạn cược đó nha các bạn. Ví dụ như mình sẽ vẽ một cái ghê, đó là hình chữ nhật, hình vuông hoặc là hình tròn. Rồi sau đó mình sẽ cược cược bao nhiêu bi thì mình sẽ đặt vào đây. Cái này không giới hạn được, không có giới hạn người chơi nha các bạn. Bao nhiêu người chơi vẫn được. Thì mình sẽ đặt ví dụ như cược 2 bi thì mình đặt 2 bi, thì đối phương cũng phải đặt 2 bi vào đây. Và khoảng cách mình sẽ vẽ một cái mức. Cái mức đó là cách nhau khoảng với ghê và mức là 2 đến 3 mét. Thì tùy theo người chơi yêu cầu là thỏa thuận thì 2 đến 3 mét. Thì mình sẽ đứng từ dưới ghê mình sẽ hy lên. Thì bi chủ của ai gần cái mức trước đầu tiên thì người đó là người đầu tiên bắn lên ghê, phá bi ở trong ghê ra. Thì người nào phá bi được trong ghê thì đạn ở trong ghê đó sẽ là thuộc về người đó. Nhưng trường hợp đối phương người ta bắn bi chủ của người ta bắn trúng bi chủ của mình thì số bi của mình đang giữ sẽ là thuộc về người đã bắn hạ mình. Thì cái này luật này các bạn cũng đã biết rồi phải không? Thì đạn ghê rất là nhiều người chơi ngày xưa. Thì lực thứ hai đó là đạn vòng nha các bạn. Đạn vòng thì mình vẽ một cái vòng nó 2 đến 3 mét. Thì cái này cũng không giới hạn được người chơi nha các bạn. Thì bắt cái đầu là mình thi đầu tiên. Người đầu tiên có nghĩa là chủ vòng nha. Người bắn vào vòng đầu tiên, thi vào giữa tâm vòng là chủ vòng. Thì người thứ hai bắn qua thì vị trí nào đó trong vòng cũng được. Nhưng người thứ ba không được phép bắn người thứ hai nha các bạn. Phải bắn người thứ nhất, đó là chủ vòng, thì mới được bắn người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì ai bắn người đối phương ra khỏi vòng á thì người đó sẽ là bị thua nha các bạn. Bắn ra thì người bị bắn ra khỏi vòng là sẽ bị thua và phải chung đạn cho người người bắn hạ. Thì cái đạn vòng, lực đạn vòng là vậy nha các bạn. Rồi lực thứ hai là đạn đạn hình. Đạn hình có nghĩa là hình nhất, mình bấm cầm một bi chủ mình định nhất, người thứ hai thì định nhì, ở vị trí đó xa hoặc là gần thì tùy theo bạn. Nhưng nếu người thứ nhất là người ta bắn trúng mình thì mình sẽ thua, mình chung đạn nha các bạn. Thì đạn hình này là các bạn hiểu rồi không? Đạn hình. Rồi cái lực tiếp theo đó là đạn lỗ. Đạn lỗ là mình đào một cái lỗ ở đây nha các bạn. Thì cái mình đào thêm một cái lỗ thứ hai, thì khoảng cách giữa hai lỗ là 2 đến 3 mét. Thì đạn lỗ thì không có giới hạn người chơi nha các bạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thi từ cái lỗ thứ nhất đến lỗ thứ hai. Nếu bi của ai mà gần lỗ nhất thì các bạn được phép vào lỗ, và chúng ta sẽ bắn bi của đối phương và chúng ta sẽ kè lên lỗ lỗ còn lại. Nếu mà ai vô được hai lỗ thì được phép bắn hạ đối phương nha các bạn. Rồi cái đạn tiếp theo đó là ngoài ra đạn lỗ thì mình có thể chơi một lỗ cũng được nha các bạn. Thì mình thay thế vào đó cái mức là mình vô đủ một lỗ là mình có thể bắn hạ đối phương nha. Rồi tiếp theo đó là đạn túng ăn hụt thua. Túng ăn hụt thua thì đạn này là chỉ có hai người chơi nha các bạn. Thì mình đối phương đặt bi ở đây. Thì đây vẽ khoảng cách nào cái mức, thì khoảng cách giữa bi và mức thì tùy theo hai người thỏa thuận. Thì nếu người ở mức bắn trúng cái bi của người cược ở đây, ví dụ như chơi bằng 2, bằng 3, bằng 4, trúng cái bi này thì người ở mức sẽ là thắng người này nha các bạn, người ở bi cược. Còn nếu trường hợp người ở mức bắn tợt thì người ở mức sẽ chung cho người cược cái đây nha các bạn. Đây là đạn túng ăn hụt thua. Rồi các bạn còn cái luật chơi nào bắn bi thì các bạn bình luận dưới mô tả video nha các bạn, hay bình luận dưới cái video này nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.